sở hữu ngay một website trọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Shop Hưng đôi khi mua lại doanh nghiệp chỉ để diệt. Shop Hưng cho rằng định giá doanh nghiệp phụ thuộc vào mục đích của người đi gọi vốn và nhà đầu tư, trong khi startup muốn định giá tương lai, người bỏ tiền muốn mua cái hiện tại. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, hội thảo Shark Tank Seminar 2019 do Shark Tank Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tọa đàm với chủ đề định giá đúng, gọi vốn trúng có sự góp mặt của Shark Phạm Thanh Hưng và Shark Nguyễn Mạnh Dũng. Nói về thẩm định giá doanh nghiệp, Shark Hưng cho rằng phụ thuộc vào mục đích của cá nhân đi kêu gọi vốn và mục đích của người bỏ tiền ra đầu tư. Shark Hưng đưa ra ví dụ rằng, nếu một doanh nghiệp đang ở giai đoạn tương lai sáng ngời thì người ta sẽ mua để đầu tư tài trợ. Còn doanh nghiệp mà sắp sửa chết đi thì người ta mua để lấy giấy phép, có khi là lấy mấy năm thâm niên của doanh nghiệp, đôi khi có những doanh nghiệp mua lại để diệt. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sen Group, phương pháp định giá công ty rất đa dạng, nhưng có nhiều trường hợp định giá trên trời hoặc cách định giá gây tranh cãi. Mục đích của người định giá khi gọi vốn là muốn định giá tương lai của mình, còn người bỏ tiền ra thì lại muốn mua cái hiện tại. Vì vậy, xảy ra sự chênh lệch vô cùng lớn trong cách định giá. Shark Hưng chia sẻ, ông có xu hướng trả giá sởi lời hơn cho các startup nằm trong hệ sinh thái bất động sản của Sen Group. Ngược lại, khắt khe với các startup trái hệ sinh thái khi đầu tư tài chính. Tuy nhiên, việc định giá đôi khi cũng là cảm tính. Shark Hưng còn cho biết, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và những lĩnh vực mới thì việc định giá các shark cũng khá là cảm tính. Chủ yếu là đầu tư vào con người bởi vì trong founder cũng đáng tin cậy. Trong những mô hình mới như vậy, tất cả con số đều rất khó kiểm chứng. Các bạn đi gọi vốn thì cái tính đúng sai chưa chắc đã quan trọng bằng tính logic. Trong khi đó, tại chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Dũng thường khẳng định, tôi mua ước mơ của em, tôi định giá dựa vào con người của em. Lý giải về câu nói này, Shark Dũng cho rằng góc nhìn của mỗi người là khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, sự dịch chuyển của các ngành nghề diễn ra nhanh chóng. Shark Dũng cũng chia sẻ thêm, khi mà chúng tôi đầu tư vào các công ty công nghệ, đa số là đầu tư vào một ý tưởng mới, mà những gì chưa thành hiện thực, nghĩa là đang mơ, vì thế mới gọi là đầu tư vào giấc mơ, nếu đã thành hiện thực rồi thì không còn cần thiết để cho startup ấy làm nữa. Giám đốc quỹ đầu tư CyberAsian Việt Nam và Thái Lan cũng cho biết ông cố gắng tìm hiểu nhiều góc nhìn để hiểu hơn về startup, góc nhìn về thị trường trong lĩnh vực công nghệ và góc nhìn về ý tưởng kinh doanh. Làm gì, phục vụ cho ai, đối tượng nào, lợi thế cạnh tranh là gì và ai đang làm điều đấy? Có người làm tốt không? Nếu không có người làm tốt thì mình làm tốt không? Chiến lược để ra mắt thị trường là gì? Tiếp theo là làm sao để chiếm lĩnh thị trường? Tất cả đều được chúng tôi cân nhắc và đưa vào các cuộc thảo luận rất kỹ. Tại buổi tọa đàm, Shark Dũng cũng thừa nhận startup tại Shark Tank bị ông ép giá nhiều hơn bên ngoài. Tuy nhiên, sau thẩm định thì Shark Dũng sẽ xem xét tăng giá lên cho startup. Theo Văn Hưng, báo news.zing.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.